Quán chúng sanh nghiệp duyên phần 1. Đây chỉ là kinh Địa Tạng Bồ Tát và dày gần này có Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều. Một mình ngài mà rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, bởi vì ngài đã sống ở đây 20 mấy năm, không, 30, nhiều hơn, không, không, 50 mấy năm. Và không ai gây trở ngại trong khi ngài nói. Ngài đi từ quốc gia này đến quốc gia khác tự do như chim và thích nói gì thì nói. Không có vua nào đến gây rắc rối cho ngài, không có quan nào đến đe dọa đuổi ngài ra hoặc đuổi đệ tử của ngài. Quý vị đã có những điều chính rồi, bản chất chính quý báu ở bên trong quý vị rồi. Quý vị có nó, quý vị có tâm ấn, quý vị có câu thông với thiên đàng rồi. Mọi thứ khác đều là thứ yếu. Thôi được rồi, quán chúng sanh nghiệp duyên. Lúc bấy giờ thân mẫu của Đức Phật, Ma Gia Phu Nhân, không phải là Ma, Ma Vương, Ma, mà là tên của bà. Tên bà là Ma Gia. Tiếng Ấn Ma Gia nghĩa là gì? M-A-I-A. Phải, không, không có nghĩa gì. Có nghĩa là của cải tiền bạc. Của cải và tiền bạc. Ồ, tốt, tốt. Thảo nào bà là hoàng hậu. Ai có thể giàu hơn chứ? Ai có thể có nhiều tiền hơn phải không? Hay quá, có lẽ chúng ta đổi tên hết đi. Hãy nhìn tất cả các nhân vật quan trọng, họ có cái tên tương tự như tiền. Mấy người nam quý vị đổi tên thành Bill. Bill hết đi. Nếu quý vị không chắc thì chỉ đặt Bill Bill Bill. Tên riêng là Bill, tên đệm là Bill, tên họ là Bill. Vô cùng chắc chắn. Phải, thật buồn cười. Tôi giỡn vậy đủ rồi, bằng không họ nghĩ chúng ta tìm cách bắt chước họ và đồng ý với họ và tán thành hay gì đó. Lúc bấy giờ thân mẫu của Đức Phật, phu nhân Ma Gia, hoàng hậu Ma Gia, chắp tay cung kính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thưa Đại Thánh Hiền, xin ngài cho chúng tôi biết về các loại nghiệp mà chúng sanh ở Diêm Phù Đề tạo ra và quả báo mà họ phải gánh chịu. Có nghĩa là từ thế giới này, từ địa cầu, đó là một tên gọi cho địa cầu. Họ cũng gọi là Saha hoặc Ta Bà. Và chúng ta gọi là địa cầu hay tinh cầu xanh. Những tên này tương tự nhau. Hai vị này quý vị phải nhớ, bây giờ họ đều ở trên thiên đàng. Ở thiên đàng thứ hai, cảnh giới tâm thức thứ hai, giáp ranh với cảnh giới thứ ba. Hầu như ở cảnh giới thứ ba. Vì vậy quý vị cũng có thể nói đó là cảnh giới thứ ba. Địa Tạng Bồ Tát trả lời, có hàng triệu thế giới và miền đất có thể có hoặc không có phụ nữ, có thể có hoặc không có địa ngục, có thể có hoặc không có Phật Pháp, có thể có hoặc không có Phật Pháp, nghĩa là về giáo lý, về chân lý của nhân vật khai ngộ, và vân vân, và vân vân. Có hoặc không có thanh văn. Quý vị biết không, quán âm, nghe hay quán cũng giống nhau. Người quán âm thanh hay người nghe âm thanh hoặc người thiền âm thanh giống nhau. Âm thanh nội tại. Bởi vì nếu Đức Phật có ý nói nghe âm thanh bên ngoài, âm nhạc này nọ, thì Ngài đã không cấm những người đang bế quan với các tỳ kheo, những người thọ bát quan trai giới, không đi ra ngoài nhảy đầm, không nghe âm nhạc. Tôi chỉ nói rõ với quý vị rằng đây thật sự là âm thanh nội tại mà Đức Phật muốn nói. Cũng bởi vì vào thời của Đức Phật, lối sống cho Tăng Ni là họ không nên nghe nhạc. Họ không nên đi xem kịch. Có thể thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt khi Đức Phật hiện diện ở đó hoặc mới khai tiệc, có chút âm nhạc cho Ngài. Nhưng họ không đặc biệt đi ra ngoài mua nhạc hoặc đi xem nhạc như chúng ta, hoặc đi ra ngoài xem như nhạc trẻ và mấy thứ đó. Nên đây rõ ràng là âm nhạc nội tại. Đủ bằng chứng chưa? Bây giờ tin tôi chưa? Dạ tin. Có thể hoặc không có thanh văn, hoặc đọc giác Phật. Vì thế các giới khác nhau, quả báo trong địa ngục cũng khác nhau. Phu nhân Ma Gia lại bạch với Bồ Tát ấy. Xin Ngài nói cho chúng tôi nghe về những tội lỗi mà người ta phạm ở Diêm Phù Đề đưa đến quả báo trong ác đạo. Ngài Địa Tạng trả lời, bà chỉ nói cụ thể là thế giới này. Bởi vì có rất nhiều thế giới khác nhau và bà cũng đến từ địa cầu. Bà mới vừa qua đời
và đi lên thiên đàng, nên dĩ nhiên bà lưu tâm hơn về trần gian. Và bà hỏi điều đó vì lợi ích của chúng sinh địa cầu, vì nơi đây cũng từng là nhà của bà, và con cháu của bà và chồng bà, vân vân, vẫn còn ở đó. Dĩ nhiên. Và quý vị hỏi vì lợi ích cho vương quốc của mình, phải không? Bởi vì có vô số thế giới và vô số tinh cầu, bà Hoàng hậu không thể ngồi đó mãi và thỉnh cầu Bồ Tát báo cáo cho bà tất cả. Và cũng không thú vị cho chúng ta, không thú vị cho chúng ta. Bà hỏi bởi vì bà đến từ nơi đây. Nhờ bà mà chúng ta có kinh này. Chúng ta cảm ơn thân mẫu của Đức Phật. Địa Tạng trả lời, Thánh Mẫu, xin vui lòng lắng nghe khi tôi nói tóm lược về điều đó. Thân mẫu của Đức Phật trả lời, xin Đại Thánh Hiền nói cho chúng tôi nghe, chúng tôi lắng nghe. Rồi Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu, quả báo đưa đến từ tội lỗi đã phạm ở Diêm Phù Đề được miêu tả như thế này. Những chúng sanh bất hiếu với cha mẹ, thậm chí đến mức sát hại họ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián, nơi mà trong hàng tỷ kiếp họ sẽ tìm cách thoát ra, nhưng trong vô vọng. Có nghĩa là họ không bao giờ có thể ra khỏi nơi đó. Địa ngục vô gián không có nghĩa rằng hình phạt là không gián đoạn, mà có nghĩa là mãi mãi, nó tiếp diễn mãi mãi. Nghĩa là không bao giờ ngừng, loại địa ngục đó không ngừng. Không những không gián đoạn, như là có giờ giải lao hay gì đó, mà còn tiếp diễn mãi mãi, tội lỗi khác, đó là đối với cha mẹ. Nếu quý vị bất hiếu với cha mẹ, thì cũng tốt để quý vị biết. Nếu quý vị còn cha mẹ, hãy kính trọng, đối đãi tử tế, hãy bảo vệ họ, hiếu thảo với họ. Bất hiếu là tội lỗi đầu tiên. Bây giờ nói về tội lỗi thứ hai. Nếu có chúng sinh nào làm cho thân Phật chảy máu, phỉ báng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và không tôn kính kinh điển, nghĩa là không tôn kính giáo lý của Đức Phật đã được ghi chép lại, sẽ đọa vào địa ngục vô gián, nơi mà trong hàng tỷ kiếp họ sẽ tìm cách thoát, nhưng vô vọng. Giống vậy. Sát hại cha mẹ, làm hại cha mẹ. Sát hại cha mẹ thì tệ hơn nữa, và làm hại chư Phật, bất kính với Phật Pháp Tăng thì cũng giống vậy. Phỉ báng, quý vị biết phỉ báng Phật Pháp Tăng. Những chúng sinh chiếm đoạt hoặc gây tổn hại tài sản của thường trụ, làm ô uế các tỳ kheo và tỳ kheo ni, nghĩa là tăng ni thuộc cấp bậc cao, có hành vi tình dục trong tăng viện, nghĩa là bên trong đạo tràng, hoặc sát hại chúng sinh ở đó, sẽ đọa vào địa ngục vô gián, nơi mà trong hàng tỷ kiếp họ sẽ tìm cách thoát, nhưng vô vọng. Cùng một thứ. Những chúng sinh có vẻ như là sa môn, nhưng trong đầu óc họ không phải là sa môn. Họ hủy hoại công việc của thường trụ, nghĩa là đạo tràng của Đức Phật, chùa chiền. Dối gạt người tại gia, đi ngược lại với giới luật và làm nhiều việc tà ác khác, sẽ đọa vào địa ngục vô gián, nơi mà trong hàng tỷ kiếp sẽ không thể thoát ra được. Những chúng sinh lấy trộm tài sản và đồ vật của thường trụ, cứ nói là đạo tràng của Phật, đạo tràng của Phật, bao gồm ngũ cốc, thức ăn và nước uống, quần áo, hoặc lấy bất cứ gì mà chưa được ban cho họ. Từ chỗ của tăng đoàn, tăng viện, sẽ đọa vào địa ngục vô gián, nơi mà trong hàng tỷ kiếp họ sẽ không thể thoát ra. Nếu lấy trộm một thứ gì đó từ người khác thì sẽ không đọa địa ngục như vậy. Nhưng cũng tùy quý vị lấy trộm cái gì. Nếu lấy trộm mà làm người ta đói bụng và chết đói vì không còn tiền thì có lẽ quý vị có thể bị đọa địa ngục này. Nhưng có lẽ quý vị có thể thoát ra hoặc địa ngục nhẹ hơn. Nhưng nếu lấy trộm đồ từ Đức Phật hoặc chưa được cho mà lấy những thứ từ đạo tràng thì sẽ như vậy đó. Khi Đức Phật còn tại thế, dân chúng đến cúng dường tăng đoàn. Dù đó là thuốc men hoặc y phục cho các vị tăng mới hoặc thay thế y phục cũ cho các vị tăng cũ, vân vân. Nếu bằng cách nào đó có ai lấy trộm bất cứ thứ gì từ đó, thuốc men, quần áo hay bất cứ gì
mà không xin phép hoặc không được ban cho thì đó là một tội rất lớn. Vì sao? Bởi vì Đức Phật và Tăng Đoàn, họ đều thuần khiết, họ là các vị thánh khai ngộ và họ không còn bất cứ gì nữa. Họ bỏ lại mọi thứ, họ hy sinh mọi thứ, họ khước từ mọi thứ vì lợi ích của tất cả chúng sinh ở thế gian cũng như ở thiên đàng. Vì vậy, các vị tăng ni này, quý vị phải chăm sóc họ, không lấy đồ từ họ. Lý do là vậy. Bởi vì nếu quý vị hại họ, nghĩa là hại mọi chúng sinh trên thế gian và vũ trụ. Nếu họ không còn sức khỏe để chăm sóc, duy trì giáo lý, thì dĩ nhiên mọi chúng sinh sẽ bị hại, phải không? Nếu họ chết, sự gia trì sẽ không còn. Dĩ nhiên các vị Phật khác sẽ đến, nhưng ai biết được, có thể nghiệp xấu trên địa cầu quá nhiều, các vị Phật khác sẽ không đến cho tới rất nhiều ức kiếp sau. Trong thiên nhiên cũng giống vậy. Ví dụ như trong một đàn sói, thậm chí chó sói, sói đầu đàn ăn trước và ăn no trước, rồi phần còn lại mới cho cả đàn. Không phải vì sói đầu đàn tham ăn hoặc cả đàn đều ngốc, chỉ là sói đầu đàn cần phải mạnh khỏe để dẫn dắt cả đàn. Vì sự an toàn của đàn, để chăm sóc phúc lợi của đàn, sói đầu đàn phải luôn luôn cảnh giác và chăm sóc cả đàn. Vì thế, sói đầu đàn cần phải mạnh, ăn đủ, sẵn sàng để hành động. Hãy đối đãi với người lớn tuổi hoặc bất cứ ai cần quý vị, đối đãi cha mẹ với lòng tôn kính. Điều đó không có nghĩa là quý vị không văn minh, mà đó có nghĩa là quý vị vô cùng văn minh. Nếu một người không biết lịch sử căn bản đối với người khác, những người đầu tiên mà họ từng biết trên địa cầu, bằng hữu đầu tiên mà họ từng gặp trên địa cầu là cha mẹ của họ, những người đầu tiên từng nuôi dưỡng họ, từng hy sinh cho họ, thức trắng đêm để nuôi họ, đi làm việc suốt ngày để có thức ăn trên bàn cho họ, thì loại người này không đáng để gọi là con người. Và không có gì ngạc nhiên nếu họ không đối đãi tốt với cha mẹ, họ nên đi một nơi khác, như Phật Bồ Tát nói, nên đi địa ngục. Nếu quý vị bất hiếu ở mức độ ít hơn, thì có lẽ quý vị sẽ không đọa địa ngục vô gián này, mà chỉ đọa vào loại địa ngục khác. Quý vị phải học, phải đi đến đó để biết đau khổ, để biết cha mẹ chịu khổ thế nào bởi hành động hoặc lời lẽ nổi loạn, hoặc sự đối đáp vô lễ của mình. Vẫn còn có những tiêu chuẩn thiện lành tối thiểu này, ít nhất là đối với cha mẹ. Cha mẹ là hai người đầu tiên duy nhất quý vị gặp ở cõi trần gian này khi sinh ra đời, và hai người bạn tốt nhất đồng hành với quý vị suốt cuộc đời. Vì vậy, họ là những người tốt nhất, quý vị may mắn vẫn còn cha mẹ. Hãy về nhà suy nghĩ về điều đó, và nghĩ về cha mẹ của quý vị đã phải thức suốt ngày suốt đêm, trắng đêm vì quý vị, và làm việc suốt ngày, và trải qua rất nhiều hy sinh ra sao, chỉ để nuôi quý vị trưởng thành, để quý vị được giáo dục ở trường đại học, chỉ để có một số kiến thức lặp đi lặp lại của thế gian. Hiếm khi có ai dạy quý vị về Thượng Đế, nhưng tôi không chắc liệu người dạy quý vị về Thượng Đế có biết gì về Thượng Đế hay không. Đó là vấn đề khác. Và rồi, cũng diễn giải sai lạc về Thượng Đế, nhưng cũng được, tối thiểu danh hiệu của Thượng Đế được nhắc đến. Và Thượng Đế chẳng màng, miễn là chúng ta nhớ ai đó gọi là Thượng Đế. Và rồi trong lúc gặp rắc rối, họ cầu nguyện mỗi ngày trước khi họ ngủ, thì cũng có chút thiện lành trong đó và có chút bảo vệ cho họ. Nhưng nhiều gia đình không dạy con cái cách này, nên khi gặp khó khăn đủ thứ chuyện, họ không biết phải làm gì. Cha mẹ không luôn luôn ở đó 24 giờ. Ngày nay, cả hai đều làm việc. Vậy nên trong lúc tuyệt vọng, họ nên biết có Thượng Đế, có Thiên Thần, có Phật, để họ được an tâm. Nghiên cứu đã cho thấy rằng, những người tin vào Thượng Đế cầu nguyện ngày nọ, thì họ điềm tĩnh và bình tâm hơn trong lúc khẩn cấp. Hoặc lúc gặp rắc rối, lúc đau buồn, họ điềm tĩnh hơn, bình tâm hơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp, Thánh Mẫu, những chúng sinh phạm các tội như vậy sẽ đọa vào ngũ vô gián địa ngục, nơi họ sẽ liên tục cầu tạm ngừng đau khổ,
nhưng sẽ không bao giờ nhận được dù chỉ một sát na. Một khoảnh khắc nghỉ ngơi cũng không có. Maya phu nhân hỏi thêm Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao địa ngục đó gọi là vô gián? Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát trả lời, Thánh Mẫu, địa ngục đều ở bên trong núi Đại Thiết Vi. 18 địa ngục lớn và 500 địa ngục nhỏ, mỗi nơi đều có danh hiệu riêng. Có hơn hàng trăm ngàn địa ngục cũng có danh hiệu riêng. Địa ngục vô gián nằm bên trong một thành phố địa ngục trải rộng hơn 8 vạn dặm vuông. Thành đó được làm hoàn toàn bằng sắt, sắt thép. Một vạn dặm bên trên thành đó, trên thành là một khối lửa cháy liên tục, không gián đoạn. Bên trong thành là nhiều địa ngục nối liền với nhau, mỗi địa ngục có một tên khác nhau. Chỉ có một địa ngục gọi là vô gián, bức tường của địa ngục đó cao 1.000 dặm. Tưởng tượng được không? Chúng ta nghĩ rằng núi Everest đã cao rồi, hoàn toàn là bằng sắt và bao phủ với lửa cháy xuống kết hợp với khối lửa cháy hướng lên. Không thể đi đâu, không thể tưởng tượng nổi. Xin vui lòng, xin suy nghĩ lại cách chúng ta ứng xử ở cõi trần gian này. Tôi cũng đã đọc một số bài này trước đây, trước khi tôi đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Tôi có một quyển ở nhà trước đây, nhưng tôi không nhớ tất cả điều này. Thí dụ, nếu đọc về địa ngục, tôi chỉ nói, ô, đây toàn là về địa ngục. Rồi tôi đọc trang kế và vân vân, và không phải lúc nào cũng có nhiều thời giờ. Ban đêm, khi có thời gian, tôi đọc kinh này, đọc kinh khác, Liên Hoa, Dược Sư, A-di-đà và kinh này, nhưng không luôn luôn nhớ hết chi tiết. Cho nên, đọc lại kinh đó một lần nữa cũng tốt cho tôi, rất đáng để tôi lưu ý. Không ai, ngay cả Đức Phật, có thể biết tất cả những địa ngục này, ngoại trừ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi phải bảo quý vị như vậy. Biết tại sao không? Bởi vì Đức Phật không đi đến địa ngục hoài. Ngài không cần. Ngài sẽ yêu cầu người khác đi thay Ngài. Hoặc cho dù Ngài có đi, Ngài cũng không biết hết chi tiết. Ngài không đi khắp cả địa ngục vì Ngài có công việc khác phải làm trên địa cầu và trên thiên đàng. Vì vậy, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài chuyên cứu chúng sinh khỏi địa ngục. Bất cứ ai chỉ có một tí ti, xíu xiu công đức còn lại, thì Ngài sẽ cố gắng tìm lý do để cứu chúng sinh đó. Tưởng tượng coi, Ngài đi đến địa ngục chỉ một lần để tìm mẹ, chỉ vì Ngài có lực lượng đó để quán tưởng về Phật hiệu đó. Một ngày một đêm trước, và rồi khi Ngài đến đó, dĩ nhiên Ngài vẫn còn nghĩ về vị Phật đó. Do đó, chỉ công đức đó thôi đã cứu tất cả chúng sinh khỏi địa ngục lúc bấy giờ. Bất kể bao nhiêu chúng sinh đọa vào bất cứ địa ngục nào, nó không bao giờ đầy hết. Không phải như nhà tù, nói, thôi chúng tôi hết chỗ rồi, bất kể thế nào. Giống như thiên đàng, bất kể bao nhiêu người đi vào một cảnh giới thiên đàng cũng sẽ không bao giờ đầy hết. Chúa Giê-xu nói, trong nhà cha ta có rất nhiều dinh thự, nhưng không chỉ nhiều dinh thự mà vô vàn dinh thự. Cho nên, đừng lo rằng sư phụ truyền tâm ấn cho quá nhiều chúng sinh, làm sao tất cả họ có thể lên thiên đàng. Tất cả quý vị đều lên thiên đàng. Cảm ơn sư phụ. Không có chi, không có chi. Chỉ là đừng cho tôi cơ hội phải đi địa ngục để câu quý vị ra. Không muốn cơ hội đó. Sau khi đọc mấy bài này, quý vị nên biết rõ hơn, lỡ như quý vị quên, lỡ như quý vị quên. Không phải bởi vì sư phụ truyền tâm ấn cho quý vị, rồi thì bất kể ra sao, sư phụ cũng sẽ cứu mình. Nên quý vị muốn làm gì thì làm. Không phải vậy. Phải nghĩ đến các chúng sinh khác. Cho dù sư phụ có thể giúp quý vị, nhưng nếu quý vị hại người khác, thì không công bằng, không phải là đạo người quân tử. Vậy, hãy cố gắng làm người tốt và công bằng, vì lợi ích người quân tử nam, quân tử nữ, chứ không phải vì sư phụ có thể hoặc không thể cứu quý vị. Có thể, chỉ là không nên làm vậy. Nếu không giúp được tha nhân, ít nhất đừng làm hại họ. Trời ơi, kinh này thật sự chi tiết. Tôi đã đọc 30 mấy năm trước, mặc dù tôi đã đọc rồi, nhưng không nhớ tất cả điều này.
tường sắt bên trên và sắt khắp nơi, và lửa cháy từ trên xuống và cháy từ dưới lên. Quý vị đi đâu đây? Nếu lửa đốt từ bên dưới, có thể quý vị nhảy lên và rồi trốn trên đó. Nếu lửa cháy từ trên xuống, có thể quý vị chạy xa ra, nhưng không, lửa cả trên lẫn dưới. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tôi ước mọi chúng sinh không bao giờ phải trải nghiệm điều này, không bao giờ. Chỉ là họ quá vô minh, họ sinh ra ở cõi trần gian này và họ không được giáo dục tốt, noi gương xấu, bị dẫn dắt sai và rồi bị trừng phạt như thế này. Như vậy là quá mức, quá kinh hoàng. Mặc dù quý vị cởi bỏ nhục thể này và quý vị ở trong thân thể Atula khi ở địa ngục, nhưng không có nghĩa là quý vị không cảm thấy đau đớn. Quý vị cảm thấy y như thế, thậm chí còn tệ hơn ở đây. Bởi vì, thí dụ nếu ở đây, quý vị có thể giấu cảm xúc. Thí dụ nếu ông ấy buồn, nhưng ông ấy mỉm cười này kia, thì tôi sẽ không biết bởi vì ông che giấu. Ông đã giấu bên trong tất cả sự gian ác này nọ. Quý vị không biết, không cảm thấy. Nhưng khi không có thân thể, không có bức tường thân người bảo vệ, thì quý vị cảm nhận tất cả mọi đau đớn và sầu khổ tệ hơn gấp nhiều lần, tệ hơn bội phận. Nếu ai đó, người thân yêu chịu đau khổ, quý vị sẽ cảm nhận thật nhiều, thật nhiều. Nhưng nếu quý vị ở trong nhục thân, người nhà quý vị nói, không, không, tôi không sao, tôi không sao, thì quý vị không cảm nhận. Nhưng ở địa ngục hay trong thân thể Atula, quý vị cảm nhận tất cả, cảm thấy rất mãnh liệt mọi thứ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng vào ngày 9 tháng 8 năm 2015 tại Pháp. Quán chúng sanh nghiệp duyên, phần 2. Lúc này tứ đại thiên vương cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, bốn vị cung kính chắp tay thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập đại nguyện như vậy từ muôn kiếp xa xôi về trước, nhưng tại sao mãi cho đến nay vẫn chưa độ hết chúng sinh? Nghĩa là giải thoát nhiều hơn chúng sinh. Câu hỏi gì lạ vậy? Quý vị cũng trả lời được, không cần hỏi Phật phải không? Quý vị sẽ nói gì? Quá nhiều chúng sinh. Phải, đúng vậy, quá nhiều. Và rồi họ phạm tội lần này sang lần khác, và rồi con cái lại ra đời và cháu chắt này kia. Tại sao Ngài tiếp tục lặp lại lời trọng thể? Xin Đức Thế Tôn giảng giải cho chúng con được biết. Tứ Đại Thiên Vương mà không biết điều này sao? Tôi tự hỏi. Cho nên các vị thiên vương không vĩ đại cho lắm. Có thể họ biết, nhưng họ muốn hỏi vì lợi ích chúng sinh khác ở đó, và cũng cho chúng sinh trên địa cầu. Có thể họ biết, nhưng họ chỉ hỏi vì lợi ích của những chúng sinh khác không biết, như ma quỷ. Pháp hội rất lớn với đủ loại chúng sinh, phải không? Không phải chỉ thiên vương, mà còn ma quỷ, chúng sinh Atula, dạ xoa vương, đủ loại. Đức Phật bảo tứ thiên vương, lành thai, ta sẽ vì lợi ích cho các người, cùng nhiều người và các vị thần trong thời hiện tại và vị lai, mà nói việc Địa Tạng Bồ Tát dùng lòng từ bi mẫn của Ngài. Trong đường sinh tử ở cõi Diêm Phù Đề, thế giới Ta Bà, để phổ độ và giải thoát những chúng sinh, lãnh thọ đau khổ cho tội lỗi của họ. Tứ đại thiên vương đáp, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin được nghe về công việc của Ngài ấy. Đức Phật nói với Tứ Đại Thiên Vương như thế này. Từ bao kiếp xa xôi về trước cho đến nay, Địa Tạng Bồ Tát đã cứu độ và giải thoát không biết bao nhiêu chúng sinh. Vì cho đến giờ vẫn chưa thể hoàn thành lời phát nguyện lớn lao kia, Ngài tiếp tục với lòng từ bi mẫn giúp những chúng sinh chịu khổ bởi tội lỗi của họ ở thế giới này. Hơn nữa, Ngài nhìn thấy nghiệp nhân cứ rối rắm chẳng dứt,
qua vô lượng kiếp về sau. Vì vậy mà Ngài lập lời nguyện của Ngài một lần nữa. Do đó trong thế giới Ta Bà này, trên lục địa Diêm Phù Đề, vị Bồ Tát này giáo hóa chúng sinh bằng 100.000 vạn ức phương tiện. Ngài sử dụng vô số phương tiện để giúp họ. Tứ Đại Thiên Vương, hãy nghe cho kỹ. Nếu gặp những kẻ sát sinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ dạy họ rằng không nên làm như vậy, nếu không sẽ bị báo ứng chết non, chết yểu. Nếu gặp những kẻ trộm cắp, Ngài dạy họ rằng không nên làm như vậy, nếu không sẽ bị báo ứng nghèo khổ, thiếu nhu yếu phẩm. Nếu gặp những kẻ tà dâm, Ngài dạy họ rằng không nên làm như vậy, nếu không sẽ bị báo ứng tái sanh làm chim bồ câu hoặc vịt biên ương. Đó là gì vậy? Hoặc vịt sẽ là quả báo. Nếu gặp những kẻ ác khẩu, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng là gia đình sẽ tranh cãi, bất hòa. Nếu gặp những kẻ phỉ báng, Ngài dạy tội này sẽ bị báo ứng không có lưỡi và miệng lỡ. Đây là phỉ báng chúng sinh bình thường lẫn nhau, còn nếu phỉ báng Phật thì không như thế này, đi địa ngục vĩnh viễn, quý vị đã biết rồi. Nếu gặp kẻ thù oán, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng làm người xấu xí và tàn tật. Nếu gặp kẻ keo kiệt, Ngài dạy tội này sẽ bị báo ứng cầu không được toại nguyện. Nếu gặp những kẻ háo ăn, có nghĩa là tham ăn, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng đói khát và bệnh cổ họng. Nước chanh tốt cho giọng nói. Nếu gặp những kẻ chống đối cha mẹ, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị trời tru đất diệt, gặp phải báo ứng về nạn nước, lửa, thiên tai. Chỉ chống đối cha mẹ, làm họ buồn và cảm thấy tổn thương khi con cái không vâng lời và làm những điều xấu thì sẽ chết trong thiên tai. Nếu gặp những kẻ đốt phá, những kẻ đốt nhà và đốt rừng vô cớ, đốt núi rừng, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng, mất trí điên cuồng hoặc loạn trí tự sát. Nhân quả chào ơi! Quý vị sẽ không bao giờ nghĩ do chống đối cha mẹ mà phải chết vì nạn thiên tai. Có lẽ chống đối một cách mạnh mẽ, hung bạo chi đó. Nếu gặp cha mẹ hoặc cha mẹ kế ác độc, ồ, thêm nữa, Ngài dạy rằng kiếp lai sinh sẽ bị báo ứng với nạn roi vọt, bị đánh bằng gậy. Nếu gặp những kẻ giăng lưới bắt thú vật, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng với cảnh cốt nhục phân ly. Nếu gặp những kẻ phỉ báng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng mù điếc câm. Nếu gặp những kẻ coi nhẹ đạo pháp và khinh chê giáo lý, có nghĩa là ngạo mạn coi thường đạo pháp, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị quả báo vĩnh viễn đầu thai trong ác đạo, không ai cứu được. Ác đạo nghĩa là địa ngục này nọ hoặc lối sống đau khổ. Nếu gặp những kẻ phá hoại hoặc lạm dụng tài sản của thường trụ, đạo tràng của Phật, Ngài dạy rằng tội này sẽ bị báo ứng muôn ngàn vạn kiếp luân hồi trong địa ngục. Vậy là quá nhiều. Đức Phật bình thường không quan tâm đến tài sản. Nếu họ lấy, Đức Phật có lẽ sẽ nói, cũng được. Vậy làm sao ai đó ở đâu đến và trừng phạt người này trong địa ngục hàng ức kiếp? Đó là quá nhiều, phải không? Vậy là quá đáng, phải không? Quá nhiều, phải không? Quá nhiều. Một ngày là đủ ạ. Cũng có lẽ một ngày dưới địa ngục dường như là mãi mãi. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy là quá đáng. Những người lấy và lạm dụng tài sản không phải là nhiều, bất cứ gì. Đức Phật, Tăng Đoàn không thể có nhiều vậy. Tôi nghĩ, đã bảo quý vị trước đây, đó chỉ là bởi vì họ làm hại toàn thế giới và vũ trụ. Khi họ làm hại Đức Phật và Tăng Đoàn, làm Phật hay Tăng Đoàn bị đói khát hoặc thiếu nhiều thứ nên họ không thể tiếp tục dạy. Đó là lý do. Có lẽ đó là lý do. Bởi vì nó được nhân lên theo tổng số người mà có thể hưởng được lợi từ Đức Phật.
khi Ngài khỏe mạnh hoặc có đủ sức để tiếp tục. Đó là lý do. Cả tăng đoàn, có lẽ đó là lý do. Nó được nhân lên theo số chúng sinh hưởng lợi từ Đức Phật và tăng đoàn. Không phải là những thứ vật chất mà họ lấy, bởi vì Đức Phật và tăng đoàn không có nhiều vậy, mà họ sống nhờ vào những đồ cúng dường. Và nếu những thứ đó cũng bị lấy đi, như thuốc men hay bất cứ gì đó họ cần, thì như vậy sẽ là quá nhiều đối với Đức Phật và tăng đoàn. Nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài mua một cái mới, nhưng với Phật, Ngài không thể. Nếu gặp những kẻ ô uế tình hạnh của người khác và vu oan giá họa tăng chúng, Ngài nói tăng chúng nghĩa là các tỳ kheo, hội chúng của người đạo đức. Ngài dạy rằng không nên làm như vậy, nếu không sẽ bị quả báo đời đời kiếp kiếp đầu thai ở cõi súc sinh. Nếu như gặp những kẻ dùng nước sôi lửa bỏng hại người hoặc hại chúng sinh, các chúng sinh khác, không nói động vật hay người, tôi đoán là cả hai, tùy theo. Hại người thì dĩ nhiên nặng hơn. Ngài dạy rằng tội này sẽ bị quả báo luân hồi đền mạng. Quý vị sẽ bị đối xử tương tự dưới địa ngục. Ý nói thời gian rất lâu, không phải chỉ một lần. Nếu gặp những kẻ tu hành phạm giới và phạm trai, thì Ngài sẽ dạy họ rằng không nên làm như vậy. Nếu không, sẽ bị nghiệp báo sinh làm cầm thú, phải chịu đói khát. Hãy giữ thuần chay, ý nghĩa là vậy. Nếu gặp những kẻ vô lối phá hoại đồ vật của người khác, Ngài dạy họ không nên làm như vậy. Nếu không, sẽ bị báo ứng suốt đời, chịu cảnh cầu mà không bao giờ có. Cho nên, có nhân thì có quả. Và Ngài chỉ giảng dạy cho họ tại sao phải làm tốt, bởi vì nếu làm điều xấu, hậu quả sẽ là như vậy. Bây giờ quý vị biết giới luật là như vậy để ngăn chặn hậu quả tương lai. Chúng ta có thể lầm lỗi trong quá khứ, nhưng từ bây giờ thì đừng, là như vậy đó. Nếu gặp những kẻ kiêu căng ngạo mạn, Ngài dạy họ rằng tội này sẽ bị báo ứng làm kiếp tôi tớ, bị kẻ khác sai khiến. Làm tôi tớ có nghĩa là người hầu, hay sẽ bị nghiệp báo làm kẻ hèn hạ. Nếu gặp những kẻ nói xấu sau lưng để gây bất hòa giữa những người khác, Ngài dạy họ rằng không nên làm như vậy, nếu không sẽ bị báo ứng trở thành thục lưỡi hoặc bị đớt lưỡi. Nếu gặp những kẻ tà kiến, Ngài dạy họ rằng không nên làm như vậy, sẽ bị báo ứng sinh ra ở chốn hoang dã. Nghĩa là quan điểm sai trái, quan điểm không đúng. Những thói quen xấu liên quan đến thân khẩu ý mà chúng sinh ở Diêm Phù Đề tạo không ngừng, dẫn đến muôn ngàn nghiệp báo, tương tự như những ác nghiệp kể trên, ta đã liệt kê chỉ vài thí dụ ở đây. Những nghiệp báo ứng của chúng sinh Diêm Phù Đề tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ dùng muôn ngàn phương thức, phương tiện để giáo hóa họ. Những chúng sinh đó trước tiên phải thọ quả báo như thế, sau đó lại đọa vào địa ngục muôn ngàn vạn kiếp, không thể nào thoát khỏi. Vì thế, các người nên bảo vệ con người và bảo vệ đất nước, đừng để chúng sinh tạo quá nhiều nghiệp làm họ mê mờ. Cho dù Bồ Tát ấy giáo hóa họ, họ vẫn phải chịu quả báo và rồi đọa vào địa ngục muôn ngàn vạn kiếp, không thể thoát khỏi. Vì vậy, Ngài nói với Tứ Đại Thiên Vương, do đó các người phải bảo vệ con người và bảo vệ đất nước để họ không phạm quá nhiều nghiệp báo, làm mê hoặc họ. Nghe lời căn dặn của Đức Phật xong, Tứ Đại Thiên Vương đều bùi ngùi, rơi lệ. Ngay cả các thiên vương cũng khóc, cung kính chắp tay, tạ lễ và lui ra. Ai mà không bùi ngùi? Master Thanh Hải Vô Thường Sư giảng vào ngày 9 tháng 8 năm 2015 tại Pháp Quốc.